Ngày con sinh ra đời, lòng cha sướng vui, tình yêu thương dâng trào vương trên khóe mắt. Tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm, nên cha dưới mái nhà ấm em. Cha thương con nhiều, thương con nhiều lắm, những lúc sai lầm con có biết chăng. Những trận đòn roi khi nước mắt con rơi, cha thấy lòng mình đau nhói. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn ôm lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Đánh cái dao mà tóc còn xoăn tít thế này. Sét đánh từ lâu rồi mà không hợp thật à? Phải, trông cứ hẻo hẻo ấy. Nào, tớ bảo người ta làm cho giống cậu đấy. Ô hay, đang yên đang lành làm tóc giống tớ làm gì? Thế cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ngày gì? Không phải sinh nhật tớ mà cũng chẳng phải sinh nhật cậu. Ngày gì để cậu trốn tiết đến đây gặp tớ này? Bỏ đi. Này, muốn chết à? Nói. Ngày này 5 năm trước, tớ với cậu đã gặp nhau trong một con hẻm, cậu nhớ không? Gặp nhau trong một con hẻm á? À, có phải cái hôm đấy cậu bị một thằng biến thái nó nựng, gãy cả răng. Xong rồi tớ là một anh hùng đi đến cứu cậu và vác cậu vào bệnh viện hay gì, quên làm sao được. Vớ vẩn. Nhắc mới nhớ, cũng chính ngày hôm ấy mà chàng rooster của tớ đã biến mất khỏi giang hồ. Đang chuyện nòi sọ chuyện kia, đang nói về chuyện của tớ với cậu, xong nhắc đến rooster làm gì? Rooster thằng đếch nào mà ông nặng nhắc đến. Xin lỗi bảo xoăn. Chưa. Đi nhá. Luôn rồi ngay. Đến tận đấy mà không lấy được gì à? Đúng là đồ ăn hại. Tôi hỏi anh, anh còn xị cái gì nữa? Người ta khinh tao, tát vào mặt tao, lấy một xin tiền. Khinh không chết, nhưng không có tiền thì chết. Anh thử nghĩ xem, bao nhiêu năm nay anh chạy xe, có xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng qua con mụ và anh nó đi theo dai, nên tâm thần của anh bất ổn mới xảy ra tai nạn thôi. Bên đấy có cái nhà ở quê, con thử lấy chồng giàu, anh cứ sang đấy mà xin hỗ trợ. Người ta mà lật mặt ấy thì mình ăn vạ. Đã khinh nhau như mẹ, ăn vạ cho rồi. Đằng nào thì chả bị khinh rồi. Người ta càng khinh ấy thì mình càng phải để cho người ta không được yên. Anh với con mụ vợ anh trên giấy tờ pháp luật vẫn là vợ chồng cơ mà. Anh bị nợ nó phải chịu một nửa là chuyện đương nhiên. Này, tôi hỏi bác sĩ rồi, ông cụ đấy không chết thì cũng sống thực vật cả đời. Xương sườn đâm tận màng phổi như thế cơ mà. Mấy hôm nay tôi hầu hạ ở đây mệt lắm rồi. Ông ấy mà không đi, anh chịu trách nhiệm cả đời được không? Thôi, kiếm một đống tiền đền rồi phắn. Con này, mày còn ngồi đây làm gì? Đi vào với bố tao đi. Bố tao là lao động chính, giờ nằm một chỗ, mày định như thế nào? Thực ra là tôi không hề cố ý. Và tôi không có tiền để... Không có tiền mà mày dám đập vào bố tao à? Anh ơi, anh bình tĩnh anh ạ. Một đống tiền như thế làm sao nhà em lo được luôn. Anh để từ từ rồi, nhà em giả dần ạ. Tao nói trước rồi đấy, 700 triệu hoặc là vào tù, chúng mày tính đi. Thính này đấy. Thính thơm đấy. Sơi đe. Nhìn này. Nè.
đấy. Rồi. Nè. Cái mũ đâu quê vậy? Quê à? Này, còn hơn của anh nhá. Nhìn anh trông có khác gì cái con bói cá không? Tối ngày loanh quanh bên cạnh con mòng biển, trông đẹp đôi lắm. Con mòng biển của tôi có một đôi chuẩn, chịu chơi, đặc biệt là biết thưởng thức vẻ đẹp của tôi, hiểu chưa? Cuối cùng là có ăn không? Không được ăn hết à? Ôi ăn chứ. Này, ăn lắm, ăn suốt cả ngày. Người ta ăn cho con chứ có phải là cho một mình tôi đâu. Tối nay tự túc ấy. Tự túc là hạnh phúc, đúng không? Lờ đờ bể hoài xong giờ chưa? Thế nhưng mà 5 năm tớ với cậu chơi với nhau, cậu không định cho tớ... Cho cái gì? Một cái danh phận gì đấy. Cậu không nghe người ta nói chẳng có tình bạn thực sự giữa đàn ông và phụ nữ à? Điên à? Cậu mà là đàn ông? Chẳng hiểu sao ạ. Cậu ý chỉ nên tán cái bọn cấp 3, mấy cái đứa tin tin ý. Còn tớ, tớ chỉ là chiến hữu của cậu thôi. Thế nhưng mà tớ thích cậu thật thì làm nào? Thì đấy là việc của cậu. Tớ đã nói từ lâu rồi, tớ nhất định sẽ chờ Rooster xuất hiện trở lại. Anh ta đã biến mất 5 năm rồi. Tớ hỏi cậu, 5 năm vừa qua ai là người bên cạnh cậu? Mà cậu lúc nào cũng tơ tưởng đến cái người cậu còn chưa biết mặt ấy nhỉ? Ngày đó, anh ấy nói trên diễn đàn là anh ấy sẽ trở lại. Thì nhất định anh ấy sẽ trở lại. Mà chỉ cần anh ấy trở lại thôi ý, tớ sẽ có cách để tìm ra anh ấy. Sao mà mặt cứ xị ra thế? Bỏ cái tay ra. Dỗi cơ đấy. Này. Úi dồi ôi, khiếp. Trâm thế nào? Ôi. Ngon thế, đi đâu với ai? Võ công ta đông anh Dũng. Bây giờ anh ấy mời ta đi ăn đi chơi. Xong rồi tối lại còn đi uống rượu nữa chứ. Đồ khốn nạn. Có giai phát là quên em uống ngay. Thì mày biết thừa là chị mày, nếu mà đã gặp giai trẻ thì khó kiềm chế bản thân lắm à. Tối nay cưng chịu khó ở nhà một mình nhá. Chị nhá. Này, lão Dũng lão là thần rượu đấy. Đi rồi mà không lết được xác về nhà đâu. Trời ơi, sao bị xoắn. Chị mày đây cũng là thánh rượu chứ bộ. Nhưng mà này, hả? Tao thấy hơi hờn bản thân. Sao thế? Mày nhìn chị có đến nỗi là giống mẹ anh Dũng không? Mẹ thì không, nhưng mà trông hơi giống chị. Còn mất dạy này. Ý của em là chị mà đi với ông Dũng ấy thì người ta sẽ chỉ nghĩ là chắc chắn bà chị kia là đại gia, đang bao giai trẻ. Thế thôi. Mà quan trọng đách gì nhở? Mình thích ấy thì mình nhích thôi. Chuẩn. Chị đi nhá. Đi nhá. Ở nhà một mình nhá. Bảo trọng nhà. Chào em. Chào anh. À, anh thể nào mời em vào bạc tiệc cùng anh không?
Tại sao lại không nhỉ? Nhưng mà chắc là em phải về thay đồ trước đã. Ok. Cầm hộ em cái áo nhé. Mày thấy chúng nó xuống lâu chưa? Mới cách đây 5 phút thôi. Sao mày không gọi tao? Tao gọi mày, mày có nghe mày đâu. Sẵn không nghe mày. Bây giờ nhá, tao đập cửa vào, còn mày cầm máy để quay, rõ chưa? Mà bật sẵn máy lên đi. Thằng chó này, mày có biết đây là ai không? Hả? À? Cái gì? Mày có biết đây là vợ tao không? Hả? À? Tao có là người chủ động. Cổ kia rơi vô đây để thay đồ mà. Nó thay đồ? Tại sao mày lại cởi áo? Tại sao? Tại vì cổ nói cổ bị lạnh, cho nên tao phải cởi hết quần áo. Tao dùng khăn nhiệt của tao để sưởi ấm cho cổ, mày hiểu không? Mày trêu tao đấy à? Cổ là sao? Anh ơi, em sai rồi. Tất cả là tại anh nói chia tay. Thôi đi. Mày làm biết. Tại hắn là người dụ dỗ em. Đi. Tí về tao xử mày sau. Còn đằng kia, mày định bây giờ thế nào? Tao hiểu rồi. Là tụi bay gài bẫy tao chứ gì. Không có dễ ăn gì đâu con. Làm mày nguyên. Mày định đi đâu? Mày biết thì sao? À, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày chuyển cho tao 100 triệu. Còn hai, tao cho mày nổi khắp mạng xã hội. Mày chọn đi. À, đây rồi. Đâu? Chúng mày làm gì? À, đây nhá, 2 năm gió mời nhá. Uổng công tôi tin tưởng anh, tôi yêu thương anh. Anh thấy là tôi chửa đẻ, tôi xấu xí, anh đi với gái gì? Đồ khốn nạn, ông khốn nạn nhá. Giang phụ, giang phụ. Thế mà tôi nói thì bố mẹ không tin tôi. Bây giờ còn chối nữa không? Hả? Sao mà mặt bói à? Mày quay tao đi này. Đây. Bố mẹ ơi, nó đi ngủ với gái đi này. Mày khốn đi à? Công an tới chưa anh? Công an sắp đến rồi ơi. Khốn nạn, khốn nạn. Em ơi. Đây xong rồi anh ơi. Mũi này thôi gì? Đấy còn đây nữa mà. Như đôi chim bổ câu. Sợ quá. Ôi sợ thế. Người to như con voi vật. Không hiểu sao lại yếu thế. Lấy đâu ra nhiều vậy? Trong lúc anh đi tán gái thì tôi đã mua đủ quà cho phụ huynh hai bên rồi. Tôi không ngờ anh ăn tạp thế đấy. Này, có biết ăn tạp như thế ở ngoài Bắc người ta gọi là giống con gì không? Chê. Nè, cô thôi cái tử đi. Tại sao lại phải thôi? Này, em đang mong chờ đến một ngày nào đấy tất cả những gã đàn ông bị cắm sừng sẽ tới đây nện cho ông này một trận. Thôi ở đấy mà chí chóe. Con này về trước đi. Đi đến nơi về đến chốn đi nhá. Rồi yên tâm, đi anh. Chả về thì về đâu. Rồi sao? Giờ chưa về chưa? Về chứ. Giờ thì đi. Chùi này chảy dãi ướt hết cái sảnh của nhà người ta rồi. Đi lấy xe rồi còn về. Về không? Đúng là cái đồ cá chê. Có cái xe bị xích.
mày phải bảo bố mẹ bán nhà đi. Anh bị điên à? Bố mẹ già rồi, bán nhà thì ở đâu? Ra ngoài đường ở à? Thế mày bảo tao làm thế nào hả? Tao đi ở tù à? Lúc xảy ra chuyện có cả con Sinh đấy, bắt nó chịu trận cùng. Nó cao chạy xa bay rồi, mà tao tính cái thằng lái này. Tôi đã bảo anh rồi, bầu lấy nhà vợ anh ấy, tiền ở đấy chứ ở đâu. Lại lý do gì moi tiền nhà vợ? Mà nếu có moi được ấy thì tao không hết đường về. Giờ này anh còn nghĩ đường về à? Đường của anh cụt từ lâu rồi. Thằng Khải có nhà không? Thằng Khải đâu? Thằng Khải đâu? Ôi, bảo vệ mà giết chúng ta đúng tụ tập này này. Chị ơi, cụ phu đi rồi à? Đi cái đâu mày? Mày muốn bố tao chết lắm à? Thằng anh mày đâu? Thằng Khải đâu? Thằng Khải đâu? À, trốn ở trong này. Mày ra đây. Tao biết mày trốn trong này rồi đấy. Mày có ra không? Mày ra đây. Con này mày định trốn đi bao giờ? Hả? Bố tao nằm viện thì không biết giống chân như thế nào mà mày ung thủ nhà thế này à? Hả? Thì tôi có trốn đâu, tôi cũng đi xoay đây. Mày xoay hay là mày uống rượu? Mồm mày nồng nặc hơi rượu. Mày gây án vì rượu như thế mày vẫn chưa hả? Ở đây thì em cũng phải đến tìm hiểu xem chỗ làm của chị như nào chứ. Không ngờ nó lại hoành tráng như này. Ê, chị nói dối em làm cái gì? Em thích chỗ này ở đây. Đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ chơi đâu mà thích. Mấy cái game này á, trông khủng thế thôi nhưng mà em chế ngự được hết. Vâng, tôi biết bà giỏi rồi. Mà thôi đi về đi để cho chị còn làm việc chứ. Chị làm việc gì ở đây? Đây. Trông cũng hợp với chứ nhỉ. Chú, sao chú lại ở đây ạ? Sao cháu? Sếp của chị đấy. Sếp của chị? Ừ. Bố của Bảo mà. Ờ, đây là em gái tôi. Không ngờ chú lại là sếp của chị cháu. Chú cẩn thận đấy. Bắt nạt thằng Bảo là chú ít thôi. À, lấy tôi ly cà phê nhé. Vị đấy chứ nhỉ? Bố ông trả. Ờ. Ôi trời ơi. Mua gì mà nhiều thế con? Còn nữa. Đây này. À. Mấy cái đồ khô này là Dương thích lắm đấy. Đúng rồi. Hết chưa? Tới ăn nha. Được bố. Ở đây là con với vợ con chọn giữa tặng bố ạ. Cái gì đấy con? Bố cứ mở ra xem đi. Cái này là anh Vũ phải tìm mãi mới mua được để tặng bố đấy. Đẹp quá. Nó là vòng phong thủy bố ạ. À. Đây, đeo để giữ sức khỏe đúng không? Vâng, dạ đúng ạ. Bố cảm ơn các con. Mà đi tuần trăng mật mà suốt ngày đi mua sắm mua đồ thế này thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi ngắm nghía nữa. Dạ, bố biết không? Như vậy mới đúng là sở thích của vợ con đó. Vợ con cứ xem những chuyện đó giống như đi chơi vậy đó bố. Chuẩn luôn đấy. Con đang bầu bí, đi nhiều thế có mệt không? Không mệt đâu bố ạ, con ngồi không một chỗ mới là mệt ý. Mà thôi thế này, hai đứa ở lại đây ăn cơm luôn nhá. Vâng. Dạ. Bố, bố làm cơm về cho con ăn vậy ạ. Ăn. Sao đấy ạ? Sao bố mời rể thứ mà thấy rể trưởng thì thái độ thế ạ? Anh uống nước đi. Thứ, thấy anh rể đấy không chào à? À vâng, chào anh.
Đúng là làm dâu nhà giàu cái có khác. Giọng điệu đã đầy công dung ngôn hạnh. Rồi. Chú dạy vợ khéo hơn anh đấy. Anh này, anh đang có mối làm ăn nhưng mà đang kẹt đầu tư ấy. Hay là chú làm nhà đầu tư giúp anh đây. Ôi dồi ôi anh ơi, chồng em có biết làm ăn cái gì đâu, chỉ giỏi chơi bời lêu lổng thôi. Hư lắm ấy chứ lị. Khinh thằng này kiểu bạn không biết làm ăn kinh doanh gì. Nên nhớ, mấy bà hoa quả chợ giàu lên nhờ thằng này đánh hàng Trung Quốc về ấy. Anh nhạy cảm quá, vợ em đồng ý gì đâu. Bố, còn chuyện kia thế nào rồi bố? Thư Vũ này. Dạ. Bố quên mất, hôm nay bố có việc bận, hẹn mấy bác cao tuổi ở phường. Bọn con cứ về đi, lúc nào rảnh sang chơi nhé. Vâng. À, giờ bọn con xin phép ạ. Ờ. Em về. Thế thôi, bọn con về nhé. Thôi bố không phải tiễn con đâu. Ờ, về nhá. Con chào bố ạ. Anh muốn gì thì nói đi. Con đến bước đường cùng rồi. Nếu không có tiền thì con phải ở tù. Con không biết nhờ cậy ai ngoài bố cả. Bố mẹ con ở quê thì già rồi, em con cũng chẳng nghề ngỗng gì cả. Nhưng tôi lấy đâu ra tiền? Chẳng phải bố còn mảnh đất ở quê và có thằng con rể bằng vàng này. Nếu bố giúp con chuyện này, con sẽ ký vào đơn ly hôn. Con sẽ không làm phiền gia đình này nữa. Còn không thì bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cái Huệ nó lại cư xử với anh như vậy. Anh muốn tôi chuộc tự do cho con gái của tôi chứ gì? Được. Tôi cũng không muốn nó sống với kẻ đã tống tiền gia đình nó. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 700. Đó là cái giá tự do của con gái tôi đấy ạ. Được. Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện. Tuyệt đối anh không được để cái Huệ biết chuyện này. Sau khi cầm tiền là chấm dứt mọi chuyện. Và từ nay anh đừng gọi tôi là bố nữa. Về đi! Về! Tôi sẽ giao tiền sau!
con dấu yêu, từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi dân xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi mong con luôn được bình yên.